Vâng, kính thưa các thầy cô ở các đầu cầu tỉnh Hậu Giang và Quảng Bình ạ. Và các thầy cô có nghe thấy ở đầu cầu của công ty nói không ạ? Kính thưa các thầy cô, tôi tên là Ngô Thị Hải Yến, là tác giả của cuốn sách hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lý ạ. Và hôm nay thì thật là vinh dự cho tôi được thay mặt cho công ty cổ phần đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam, thay mặt cho nhà xuất bản Đại học Quốc gia, thay mặt cho nhóm tác giả được trân trọng giới thiệu với các thầy các cô cái cuốn sách hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lý và cũng như là cái cách thức sử dụng cuốn sách này để chúng ta tổ chức hướng dẫn ôn thi cho các học sinh trong quá trình ôn tập giảng dạy cũng như là quá trình ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lý ạ. Trước khi vào cái giới thiệu này thì lời đầu tiên thì cho tôi xin trân trọng gửi tới các thầy cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công, và xin được cảm ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo, tới ban giám hiệu các nhà trường và tới các thầy cô đã quan tâm đến cuốn sách của chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý các thầy các cô ạ. Trước khi vào buổi trao đổi ngày hôm nay thì tôi có một số câu hỏi xin hỏi ý kiến các thầy cô ạ. Đầu tiên ạ, và xin mời các thầy các cô chúng ta dành cho 3 phút để chúng ta có thể điền từ thích hợp vào chỗ trống với 3 từ ở trên màn hình được không ạ? Cho cái đoạn văn bản ở trên màn hình được không ạ? Vâng ạ, khi các thầy cô điền từ thì các thầy cô chọn từ, các thầy cô điền thì các thầy cô cho ý kiến của mình vào ô chat ạ. Vâng, tôi đã nhận được ý kiến của cô Lan. Vâng, cô Lan đang cho là từ thứ 2. Các thầy cô khác ạ, hay là từ thực tiễn ạ? Vâng, xin mời các thầy các cô khác ạ. Vâng ạ, quá trình dạy học bao giờ cũng bắt đầu từ và kết thúc bằng, là cái gì thì luôn là đầu tàu lôi kéo các hoạt động khác trong quá trình dạy học ạ. Cô Mai và thầy Nhã, cô Nhã cho ý kiến đi ạ. Vâng ạ, vậy thì các thầy các cô thử xem là vậy ý kiến của mình có trùng với cái nội dung cái từ cần điền không. Thì các thầy cô đều biết rằng là khi các thầy cô đã quá trình dạy giảng dạy của chúng ta thì chúng ta đều biết là quá trình dạy học thì bao giờ cũng bắt đầu từ gì ạ? Từ gì ạ? Và bao giờ cũng bắt đầu từ mục tiêu và kết thúc bằng đánh giá, đúng không ạ? Và như vậy thì khi chúng ta giảng dạy thì chúng ta bắt đầu từ mục tiêu, và các thầy cô cũng vừa nghe chia sẻ trong cái đoạn video clip là bắt đầu chúng ta từ mục tiêu, từ những yêu cầu cần đạt của chương trình. Và kết thúc của chúng ta bao giờ của một cái chủ đề dạy học, của một nội dung dạy học, của một quá trình dạy học thì chúng ta cũng phải bằng đánh giá. Và như các thầy cô cũng đã biết là không có đánh giá, không có đánh giá thì không có quá trình dạy học. Và đánh giá thì luôn là đầu tàu lôi kéo mọi hoạt động khác của quá trình dạy học, đúng không ạ? Và chắc chắn là các thầy cô ngồi đây ngày hôm nay cũng đang mong muốn rằng là vậy thì chúng ta sẽ đánh giá như thế nào, đặc biệt là trong những kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và làm thế nào để cho học sinh chúng ta có thể đạt kết quả tốt nhất, và các nhà trường có những cái kết quả tốt nhất về môn Địa lý khi mà học sinh tham gia vào cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì chúng ta đều biết là bao giờ quá trình dạy học chúng ta bắt đầu từ mục tiêu, đúng không ạ? Và mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lý với cái việc là mục tiêu chính là cùng với các là phát triển các phẩm chất và năng lực cho người học, và trong đó thì ngoài những cái phẩm chất và năng lực chung thì chúng ta còn tập trung vào phát triển các cái năng lực đặc thù cho học sinh. Thì cái mục tiêu của cụ thể, yêu cầu cần đạt cụ thể ở trong cái chương trình môn học của các lớp học, của các nội dung dạy học như thế nào thì đã được quy định trong cái chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lý. Và tất cả các cái quá trình dạy học ở nhà trường của chúng ta hiện nay là chúng ta phải bắt đầu từ mục tiêu, và mục tiêu đấy đã được thể hiện ở trong chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lý, đúng không ạ? Và cùng với các cái ngữ liệu học tập, ví dụ như các bộ sách giáo khoa ở các cấp, đúng không ạ? Thì các thầy cô tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh để học sinh đạt được cái mục tiêu đấy. Và cuối cùng thì chúng ta trả lời xem là học sinh có đạt được cái mục tiêu đó hay không, đúng không ạ? Có đạt được cái mục tiêu đó hay không, và làm thế nào để chúng ta có thể đánh giá xem học sinh có đạt được cái mục tiêu đó. Thì chúng ta có một số cái tư liệu học tập, ngữ liệu học tập, ví dụ như là quyển ôn luyện, đúng không ạ? Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lý, hoặc là các quyển bài tập, câu hỏi bài tập, vân vân. Thế thì đấy là một trong những cái mục tiêu, mục đích mà chúng tôi muốn gửi đến các thầy các cô, cũng như là đồng hành cùng các thầy các cô trong cái quá trình thực hiện cái quá trình dạy học, nhất là dạy học phát triển năng lực. Cái câu hỏi thứ hai mà tôi cũng muốn các thầy các cô chia sẻ ý kiến của mình ạ. Tôi đang có một cái đoạn văn bản, đó là điều số 4 của thông tư 22 yêu cầu về đánh giá.
Và cái đoạn văn bản này thì tôi muốn từ cái hiểu biết của các thầy cô thì các thầy cô hãy chọn đâu là đáp án đúng và đâu là đáp án sai, phương án đúng và phương án sai vào trong các cái ý kiến ở trên màn hình ạ. Và các thầy cô cũng có thể cho cái ý kiến của mình vào trong ô chat ạ. A thì là đúng, hay là B đúng, C đúng, hay là đúng hay là sai ở các phương án trả lời A, B, C, D ạ. Điều số 4 của thông tư 22 yêu cầu về đánh giá với 4 điều ạ. Điều thứ nhất là đánh giá căn cứ và yêu cầu cần đạt được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông. Điều thứ hai là đánh giá đảm bảo tính chính xác, toàn diện, công bằng, trung thực và khách quan. Điều số 3 là đánh giá đảm bảo đánh giá bằng nhiều cái phương pháp, hình thức, kỹ thuật, công cụ khác nhau kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Và điều thứ tư, đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh, coi trọng, động viên, khuyến khích, cố gắng trong rèn luyện và học tập của học sinh, không so sánh học sinh với nhau. Vâng ạ, tôi đã nhìn thấy ý kiến của cô Nhã, của thầy Ngọc Dũng ạ. Vâng ạ, rất cảm ơn các thầy cô. Và nếu như các thầy các cô làm xong rồi ạ, những thầy các cô đã làm xong rồi thì các thầy cô thử xem là các phương án A, B, C, D thì người đánh giá đang đánh giá ở những mức độ nhận thức nào ạ? Nếu các thầy cô nào đã làm xong rồi thì các thầy cô thử xem là mức A, B, C, D thì người đánh giá đang đánh giá ở những cái mức độ nhận thức nào ạ? Vâng, cảm ơn các thầy cô. Các thầy cô đã chọn ra những cái phương án ạ, đúng hoặc sai ở các phương án trả lời ạ. Và như vậy chúng ta biết là đánh giá là vì sự tiến bộ người học đang là một trong những cái yêu cầu của đánh giá kết quả người học ở nước ta hiện nay. Vâng ạ, rất là chính xác, các thầy cô đã chọn đáp án đúng ạ. Đánh giá vì sự tiến bộ người học cần gắn với việc tăng cường đánh giá thường xuyên. Vâng ạ, rất chính xác. Đánh giá vì sự tiến bộ người học cần chỉ ra vị trí sự thành thạo của người học trong so với các bạn trên lớp. Vâng ạ, thì đây là một cái đáp án không đúng đối với cái việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông của nước ta hiện nay, đúng không ạ? Vâng ạ, và đánh giá vì sự tiến bộ của người học là cách thức giáo viên tạo điều kiện cho học sinh kiểm tra nhiều lần để có cơ hội nâng cao điểm số. Vâng ạ, đây cũng là ý kiến không đúng. Vâng ạ, xin chúc mừng tất cả các thầy cô đã chọn đúng các cái phương án, đúng không ạ? Cái phương án A và B là phương án đúng, còn phương án C và phương án D là phương án sai. Thế thì các thầy cô đã nhìn thấy rằng là chắc chắn là các thầy cô cũng đã đoán ra được là các cái phương án của tôi đang đưa ra là có những cái mức độ nhận thức khác nhau, đúng không ạ? Và như vậy thì cái từ mà tôi muốn nói với các thầy các cô ngày hôm nay, cái từ chìa khóa cũng như là thông điệp muốn nói với các thầy các cô đó là chúng ta đánh giá vì sự tiến bộ của người học. Vâng ạ, về đánh giá vì sự tiến bộ người học, một cái vấn đề đặt ra là đánh giá như thế nào? Đánh giá như thế nào là đánh giá vì sự tiến bộ người học? Tại sao chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thông tư 22 lại yêu cầu chúng ta đánh giá vì sự tiến bộ người học? Vậy thì cái cuốn sách của chúng tôi đang muốn giới thiệu với các thầy cô có giúp chúng ta điều gì trong cái việc đánh giá vì sự tiến bộ người học hay không? Thì kính thưa các thầy các cô, thì cái buổi này hướng dẫn giới thiệu sách của ngày hôm nay và cũng như là cách thức sử dụng thì chúng tôi cũng hướng đến những cái việc là bây giờ làm thế nào để học sinh có kết quả học tập tốt nhất, đúng không ạ? Và làm thế nào để chúng ta thực hiện cái việc đánh giá năng lực, đánh giá vì sự tiến bộ của người học. Và đấy là một trong những cái yêu cầu khi chúng ta thực hiện đánh giá hiện nay. Và điều gì sẽ xảy ra nếu đến lúc ôn thi, 1-2 tháng ôn thi cuối cùng chúng ta mới thực hiện vào việc ôn thi tốt nghiệp, đúng không ạ? Và chúng ta mới thực hiện vào việc đánh giá. Thì điều gì sẽ xảy ra nếu mà như thế? Nếu chúng ta không tăng cường việc đánh giá thường xuyên, nếu chúng ta không đánh giá gắn với các chủ đề dạy học, chủ đề học tập, đúng không ạ? Thì nếu chúng ta không đánh giá trong mỗi một cái bài học, thì như vậy thì chúng ta có mong muốn để đạt được cái kết quả ôn thi tốt nghiệp tốt không? Thì đấy là một câu hỏi đang đặt ra đối với các thầy cô và cũng là mục đích mà chúng tôi biên soạn quyển sách này ạ. Kính thưa các thầy các cô, cuốn sách hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì chúng tôi muốn trao đổi với các thầy các cô bốn cái nội dung trong cái buổi trao đổi của ngày hôm nay. Nội dung thứ nhất là tôi muốn giới thiệu ngắn gọn với các thầy các cô một số cái thông tin về sách. Nội dung thứ hai là tôi muốn giới thiệu các thầy cô đến cái căn cứ biên soạn sách. Và nội dung thứ ba là cái cách thức xây dựng câu hỏi theo quyết định số 764 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cấu trúc định dạng đề thi cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 và mà chúng tôi đã dựa vào đó chúng tôi biên soạn như thế nào. Và cũng muốn trao đổi với các thầy các cô là chúng ta cùng đồng hành trong cái việc chúng ta xây dựng cái câu hỏi theo cái quyết định đó.
Và nội dung thứ tư là gợi ý các thầy cô tới các thầy các cô là cách thức sử dụng cái quyển sách này trong dạy học cũng như là trong kiểm tra đánh giá. Về nội dung một số cái thông tin về sách thì kính thưa các thầy các cô, cuốn sách hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý thì có các chủ biên là tiến sĩ Nguyễn Quý Chiến ạ, và có các tác giả là phó sư tiến sĩ Ngô Thị Hải Yến và tôi, tiến sĩ Đỗ Văn Thanh, phó sư tiến sĩ Kiều Văn Mai và tiến sĩ Ngô Thị Hải Yến. Cuốn sách này thì có số trang là 151 trang. Về cấu trúc của sách thì kính thưa các thầy các cô là ngoài phần mục lục và lời nói đầu thì cuốn sách này gồm có 3 phần. Vâng ạ, gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là ôn tập theo chủ đề. Đấy là cái mà chúng tôi mong muốn gửi tới các thầy các cô. Phần thứ hai là một số cái đề ôn luyện. Và phần thứ ba là đáp án. Trong phần ôn tập theo chủ đề thì chúng tôi cũng thiết kế biên soạn cái cuốn sách này với 3 cái nội dung. Thứ nhất là các cái chủ đề địa lý lớp 12, bao gồm có chủ đề địa lý tự nhiên, chủ đề địa lý dân cư, chủ đề địa lý các ngành kinh tế, chủ đề địa lý các vùng kinh tế và chủ đề là các vùng kinh tế trọng điểm. Thì đó là chúng tôi đi vào các cái chủ đề đó. Và phần thứ hai là cái phần là bổ trợ địa lý lớp 11 và bổ trợ địa lý lớp 12. Thì trong những cái phần đó thì chúng tôi cũng đưa vào những cái hệ thống, những cái kiến thức trọng tâm và những cái câu hỏi và bài tập bổ trợ cho các con trong quá trình các con có thể là ôn bổ trợ lại, kiểm tra lại và trong quá trình học tập, và khi các thầy cô dạy lớp 11 và lớp 10 cũng có thể là quan tâm để gợi ý cho các thầy các cô, các thầy cô có thể tổ chức cho các con ôn luyện. Phần thứ hai là một số cái đề luyện tập, thì chúng tôi đã thiết kế 5 đề có những cái minh họa và có những cái theo cái cấu trúc của đề minh họa theo cái quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định số 764 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về định dạng cấu trúc đề thi. Và phần thứ ba là cái phần đáp án cho các câu trả lời ở các chủ đề và các đề minh họa. Về cấu trúc nội dung biên soạn của một chủ đề thì kính thưa các thầy cô là cấu trúc nội dung biên soạn của chủ đề thì chúng tôi quan tâm tới hai cái vấn đề. Một là cái kiến thức trọng tâm. Kiến thức trọng tâm này thì chúng tôi sơ đồ hóa những cái kiến thức trọng tâm, những nội dung kiến thức trọng tâm mà các con cần phải tìm hiểu, cũng như là các thầy cô có thể nhìn vào đó để định hướng được cái việc là vậy cái nội dung này chúng ta dạy những cái, chúng ta tổ chức cho học sinh tìm hiểu những cái nội dung kiến thức trọng tâm nào. Thứ hai, sau khi mà có thì chúng tôi tiếp tục là chúng tôi biên soạn những cái câu hỏi, những cái bài tập theo cái chủ đề, theo cái chủ đề nhỏ ở trong những cái chủ đề lớn. Ví dụ như là trong cái chủ đề địa lý tự nhiên Việt Nam thì có 4 cái chủ đề nhỏ, ví dụ vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ, thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa, sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên, vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Thì trong mỗi một cái chủ đề nhỏ đó thì lúc thiết kế câu hỏi và ôn bài tập ôn luyện thì chúng tôi đi vào thiết kế những cái câu hỏi và bài tập theo những chủ đề nhỏ để tạo thuận lợi cho các thầy các cô có thể sử dụng đó để tổ chức, tạo thêm cái ngữ liệu để tổ chức cho các con trong phần luyện tập và hoạt động vận dụng, cũng như là tổ chức cho các con ôn luyện, tự học tự ôn luyện ở nhà. Thì đấy là cái cấu trúc của từng cái chủ đề chúng tôi xây dựng là như thế. Và từng cái chủ đề một thì có những cái câu hỏi, hệ thống các câu hỏi, hệ thống các bài tập bám theo các yêu cầu cần đạt của các chủ đề, để cho các con có thể tạo ra một, để nhằm mục đích là chúng tôi tạo ra một cái không gian để cho các con vận dụng kiến thức kỹ năng của các chủ đề vào, để các con luyện tập cũng như là vận dụng kết nối những kiến thức kỹ năng vào để giải quyết những cái vấn đề liên quan đến câu hỏi bài tập và liên quan đến cái tình huống thực tiễn. Thì đấy là cái cấu trúc của một cái nội dung biên soạn trong một cái chủ đề. Và thông qua những cái việc câu hỏi và bài tập ôn luyện này thì các thầy cô cũng có thể kịp thời đánh giá xem các học sinh của chúng ta có đã đạt được yêu cầu chưa. Nếu chưa đạt được, chúng ta có thể kịp thời điều chỉnh cái hoạt động học tập của các con để sao cho đáp ứng được cái yêu cầu cần đạt ạ. Thứ hai là phần cấu trúc biên soạn một cái đề minh họa. Thì kính thưa các thầy các cô, thì đến giờ thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có cái đề minh họa cho thi tốt nghiệp ở lớp 12, nhưng chúng tôi cũng đã mạnh dạn đưa ra một số cái đề minh họa, gợi ý một số cái đề minh họa để cho các con có thể luyện tập và các thầy cô có thể sử dụng để tổ chức cái hoạt động luyện tập ôn luyện cho các con và các tham khảo ạ.
Và trong một cái đề thì nó gồm có 3 phần. Chúng tôi cũng theo cấu trúc của cái đề minh họa và theo cái quyết định số 764 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về định dạng đề thi ạ. Thì phần thứ nhất đó là các cái câu 18 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, nhiều phương án lựa chọn. Phần thứ hai là có 4 câu là trắc nghiệm đúng sai. Và phần thứ ba là câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thì chúng tôi cũng đang mạnh dạn hướng giới thiệu với các thầy các cô một số cái đề minh họa để làm sao để cho các thầy cô có thêm có cái gợi ý cho các thầy cô khi mà biên soạn, cũng như là gợi ý cho các thầy các cô để các thầy cô có thể tổ chức ôn tập cho học sinh ạ. Và như vậy thì khi mà chúng tôi biên soạn cái cuốn sách này thì chúng tôi dựa vào những cái căn cứ nào để mà biên soạn? Thì kính thưa các thầy các cô là chúng tôi dựa vào các cái văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể là thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình trong bao gồm có cả chương trình tổng thể và chương trình các môn học và hoạt động giáo dục. Thứ hai là chúng tôi dựa vào thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Và thứ ba là chúng tôi dựa vào cái quyết định số 764 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cấu trúc định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Và ngoài ra thì chúng tôi còn dựa vào những cái văn bản hướng dẫn kiểm tra đánh giá, ví dụ như là thông tư 58, thông tư 26. Thì đấy là chúng tôi với khi mà thực hiện biên soạn cái cuốn sách này thì chúng tôi dựa vào các cái văn bản chỉ đạo và hướng dẫn để chúng tôi thực hiện. Tôi lấy ví dụ như chúng tôi dựa vào cái thông tư 32 về chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông môn địa lý ở trường trung học phổ thông, thì có những cái định hướng về kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục với 5 cái định hướng. Định hướng thứ nhất là mục đích đánh giá là nhằm cung cấp các thông tin chính xác kịp thời có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn các hoạt động học tập. Vâng ạ, đấy là lý do chúng tôi tại sao chúng tôi không đưa ra một cái bộ đề hoặc là hệ thống các câu hỏi mà chúng tôi đang thiết kế theo đó là cái chủ đề gắn với các chủ đề học tập ở trong chương trình địa lý, đặc biệt là địa lý lớp 12 ạ. Thứ hai là các cái căn cứ để đánh giá thì chúng tôi phải bám vào các căn cứ của đánh giá, đó là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, về năng lực, về nội dung được quy định trong chương trình tổng thể và chương trình môn địa lý. Thứ ba là nội dung đánh giá thì bên cạnh những đánh giá kiến thức thì chúng tôi cũng quan tâm tới vấn đề chỉ đạo của thông tư 22, thông tư 32, đó là tăng cường đánh giá các kỹ năng như làm việc với bản đồ, ATLAS, biểu đồ, sơ đồ, bảng số liệu, tranh ảnh vân vân, và chú trọng đánh giá khả năng vận dụng tri thức và tình huống cụ thể. Và cái thứ tư là hình thức đánh giá thì tăng cường đánh giá đa dạng các loại hình thức đánh giá và tăng cường đánh giá thường xuyên. Chính vì đánh giá thường xuyên cho nên chúng tôi cũng quan tâm đến cái việc là biên soạn thiết kế cái bộ sách này theo cái cấu trúc, đó là bao gồm có cái hệ thống những cái kiến thức, cái sơ đồ và những cái kiến thức cơ bản trọng tâm và câu hỏi theo chủ đề ạ. Vâng ạ. Và một cái nữa là kết hợp giữa việc đánh giá, chúng tôi quan tâm nữa là kết hợp giữa việc đánh giá của giáo viên và tự đánh giá lẫn nhau của học sinh. Và cái cuốn sách này cũng mong muốn là làm thế nào cho học sinh có thể tự đánh giá trong quá trình học tập, tự luyện tập trong quá trình học tập. Kết quả giáo dục thì được đánh giá bằng hình thức định tính và định lượng thì các thầy cô cũng đã biết rồi, đó là thông qua đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Thế thì cái vấn đề đặt ra ở đây chúng tôi quan tâm là đánh giá theo yêu cầu cần đạt, đánh giá vì sự tiến bộ người học, tăng cường đánh giá thường xuyên và giúp cho người học tự đánh giá. Đó là những cái mà chúng tôi quan tâm khi mà chúng tôi biên soạn, dựa vào cái thông tư này để chúng tôi biên soạn cái cuốn sách ạ. Thứ hai là về thông tư 22 quy định về đánh giá trung học, học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Thì các thầy cô cũng đã nhìn thấy là mục tiêu của đánh giá là cung cấp thông tin kịp thời chính xác có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh. Và căn cứ đánh giá ở đây là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong chương trình. Và cái hình thức đánh giá là đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Và chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái việc là cung cấp thông tin chính xác kịp thời có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh. Và đấy là một cái mà chúng tôi mong muốn là vậy thì khi chúng ta dạy xong một cái chủ đề, một cái nội dung giáo dục thì chúng ta làm thế nào để đánh giá xem học sinh đã đạt yêu cầu hay chưa, đúng không ạ?
Chứ nếu như chúng ta đánh giá vì sự tiến bộ của người học mà, và đánh giá vì sự tiến bộ của người học để hướng dẫn hoạt động học tập và điều chỉnh cái hoạt động dạy. Nếu giả sử như là thông qua một cái chủ đề đấy, nếu như khi chúng ta tổ chức cho học sinh đánh giá mà học sinh vẫn không làm được những câu hỏi của chúng ta đưa ra, câu hỏi của bài tập chúng ta đưa ra, thì đấy chính là vấn đề chúng ta cần phải điều chỉnh, đúng không ạ? Đấy là vấn đề chúng ta cần phải điều chỉnh, và như vậy mới là vì sự tiến bộ của người học. Và chúng ta dạy thì chúng ta phải đáp ứng được cái mức độ, đáp ứng được cái yêu cầu cần đạt của chương trình, và nhất định các con cần phải đạt được cái đó. Và cái yêu như các thầy cô biết là cái yêu cầu cần đạt của chương trình đó là yêu cầu tối thiểu, đúng không ạ? Và các con phải đạt được cái yêu cầu, bây giờ người ta gọi đó là yêu cầu cần đạt, chứ không phải là sau chủ đề bài học này em có biết. Thế thì chúng ta phải làm thế nào cho người học đạt được? Đó là chúng ta phải tìm ra cái cách thức, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phương tiện dạy học cho các con đạt được rồi. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta đánh giá được xem là các con có đạt được hay không? Thì bây giờ chúng ta phải cần có công cụ để đánh giá. Và cái điều của chúng tôi mong muốn trong cái cuốn sách này là sau mỗi một cái chủ đề dạy học, các thầy cô có thể gợi ý giúp các thầy các cô một cái bộ công cụ để các thầy cô có thể đánh giá chính xác, kịp thời về cái việc học sinh có đạt được yêu cầu hay không, và chúng ta cần phải điều chỉnh cái gì, chúng ta cần phải hướng dẫn hoạt động học tập cho học sinh như thế nào sau mỗi một cái chủ đề học tập. Thì đấy là chúng tôi dựa vào cái thông tư 22, những cái quy định về đánh giá, để chúng tôi dựa vào đó để chúng tôi biên soạn cái bộ sách này ạ. Chúng tôi dựa vào cái quyết định số 764 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cấu trúc định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 đối với môn địa lý. Thì các thầy cô thấy là hình thức lựa chọn trong cái đề thi đó, đó là hình thức trắc nghiệm khách quan. Và hiện nay thì trong cái trắc nghiệm khách quan thì có 43 cái loại, ba chia làm 3 phần. Phần 1 18 câu, còn có các cái câu hỏi dạng thức trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, và cho 4 cái phương án lựa chọn thì chọn một đáp án đúng, và mỗi câu trả lời đúng thì thí sinh được 0,25 điểm. Phần thứ hai đó là gồm có một cái các cái câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm khách quan đúng sai, mỗi câu gồm có 4 ý, tại mỗi ý thì thí sinh được lựa chọn đúng hoặc sai, thí sinh chỉ được chọn chính xác một ý trong một cái câu hỏi sẽ được 0,1 điểm. Một câu hỏi đầu tiên thì được 0,1 điểm, một câu thì được 0,1 điểm. Lựa chọn chính xác 2 ý trong câu hỏi thì được 0,25 điểm. Lựa chọn chính xác 3 ý trong câu hỏi thì được 0,5 điểm. Lựa chọn chính xác cả 4 ý trong câu hỏi, trong một cái câu hỏi thì được 1 điểm. Và như vậy thì chúng ta đang thấy rằng là nếu như trong cái câu này mà các học sinh của chúng ta chỉ chọn được 1 thì các con chỉ được có 0,1 điểm. Vâng ạ. Và như vậy là các con mất 0,75 điểm. Và trong cái ở cái phần dạng cái thức này thì nó có 4 câu ạ. Xin lỗi các thầy cô, là ở cái phần thứ 3 thì chúng ta sẽ có phần thứ 3 là cái dạng thức trả lời ngắn, thì thí sinh tô hoặc vào các ô tương ứng của đáp án của mình, và mỗi câu trả lời đúng thì các con được 0,25 điểm. Và như vậy thì phần 1 thì được 4,5 điểm, phần 2 là được 4 điểm, và phần 3 là được 1,5 điểm ạ. Với cái quyết định cái cấu trúc này thì các thầy cô thấy là cái dạng thức thì có hai cái dạng thức mà rất mới, đúng không ạ? Vâng ạ, có hai cái dạng thức rất mới, đó là cái dạng thức là trả lời đúng sai, và dạng thức đối với câu đó là trả lời ngắn ạ. Vâng ạ, hai cái dạng thức này là hai cái dạng thức mới đối với học sinh trong so với các cái đề thi tốt nghiệp cũng như là cái đề mà chúng ta thường hay sử dụng hiện nay. Thì đây, trước thì chúng ta hay sử dụng cái dạng câu đó là chọn các cái phương án nhiều câu, cái dạng trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn. Nhưng mà đối với lại đề thi minh họa của cái định dạng của đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 đối với các môn học nói chung và môn địa lý nói riêng, thì chúng ta thấy là có thêm hai cái định dạng. Tuy nhiên thì cũng có một số môn là chỉ có một cái định dạng ở đúng sai thôi, không có cái thứ ba. Nhưng mà môn địa lý của chúng ta thì có đầy đủ cả ba cái định dạng, đó là dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng đúng sai, và dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trả lời ngắn. Vâng ạ, một câu hỏi đặt ra đối với các thầy các cô là theo các thầy các cô thì tại sao chúng ta cần phải tăng cường hai cái dạng này vào trong đề thi minh họa quốc gia, và nó chiếm một cái tỷ lệ số điểm rất lớn, nó chiếm tới 65% ạ. Vâng ạ. Kính thưa các thầy các cô, là chúng ta cần tăng cường hai cái câu này vào, thì chúng ta biết rồi, các thầy cô biết là chúng ta đang dạy học chương trình giáo dục phổ thông, đó là năng lực và phát triển phẩm chất và năng lực cho người học. Đặc biệt là chúng ta phải phát triển đánh giá năng lực và đánh giá phẩm chất của người học,
đúng không ạ? Mà các thầy cô biết là đánh giá năng lực và đánh giá là đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ trong một bối cảnh có ý nghĩa. Đấy là đánh giá năng lực. Và bối cảnh có ý nghĩa đó là một cái hoàn cảnh dữ liệu cộng với cái yêu cầu đòi hỏi có tác dụng và có cái giá trị nhất định đến đời sống thực tiễn hoặc là khoa học, thì đấy là phải tạo ra một cái bối cảnh, đúng không ạ? Và ví dụ như cái câu này thì chúng ta sẽ thấy rằng là như vậy, khi chúng ta đánh giá năng lực là chúng ta phải đánh giá xem học sinh có vận dụng được cái kiến thức, kỹ năng, thái độ vào trong một bối cảnh có nghĩa không. Vì vậy cho nên giáo viên của chúng ta là khi chúng ta thực hiện đánh giá là chúng ta phải tạo ra một cái bối cảnh, đúng không ạ? Và cái bối cảnh này xong học sinh mới tự với vận dụng được những cái kiến thức, kỹ năng và thái độ để thực hiện. Thì các thầy cô đã biết rồi là dạy học năng phát triển năng lực là dạy học cho học sinh làm chủ kiến thức, kỹ năng, thái độ và vận dụng, vận hành, kết nối chúng để thực hiện thành công một cái nhiệm vụ nào đó trong học tập và trong thực hiện những cái nhiệm vụ trong học tập và trong cuộc sống. Và như vậy thì chúng ta phải tạo ra những cái nhiệm vụ, chúng ta phải tạo ra những cái bối cảnh để cho người học có thể vận dụng những cái kiến thức, kỹ năng vào để thực hiện. Thì cái này chính là một bối cảnh có ý nghĩa. Và từ cái bối cảnh này các con mới vận dụng kiến thức, kỹ năng, tính biên độ nhiệt vào xem các con có tính được hay không. Thì đấy là cái yêu cầu về đánh giá năng lực, đúng không ạ? Và đấy chính là cũng là một trong những cái chúng tôi quan tâm trong cái quá trình chúng ta thực hiện. Cũng như là tại sao quyết định số 764 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì lại tăng cường thêm hai cái loại câu hỏi, đó là cái loại câu hỏi đúng sai và loại câu hỏi trả lời ngắn. Thì cái loại câu hỏi này chúng ta đang tạo ra được những cái bối cảnh cho người học để người học có thể vận dụng tốt cái kiến thức, kỹ năng, thái độ vào để thực hiện những cái nhiệm vụ, những cái yêu cầu liên quan đến cái việc mà học sinh đã có vận dụng được hay không về kiến thức, vận dụng được hay không về kỹ năng vào trong cái thực hiện cái nhiệm vụ học tập đó. Thì chính vì vậy cho nên với cái mục đích biên soạn từ những cái căn cứ để chúng tôi biên soạn như trên, thì cái mục đích biên soạn sách của chúng tôi có mấy cái mục đích như sau. Mục đích thứ nhất là chúng tôi gợi ý cho tới các thầy các cô bộ công cụ đánh giá để tham khảo, để đánh giá, kiểm tra đánh giá cho giáo viên. Cái thứ nhất là chúng tôi gợi ý cho các thầy các cô cái việc thiết kế và sử dụng cái định dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá theo quyết định số 764, đúng không ạ? Với ba loại câu hỏi, đó là câu hỏi trắc nghiệm khách quan, nhiều phương án lựa chọn, câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng đúng sai và câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng trả lời ngắn. Thì chúng tôi gợi ý trong cái việc thiết kế và sử dụng cho các thầy các cô. Thứ hai là chúng tôi gợi ý cho các thầy cô cái bộ câu hỏi kiểm tra đánh giá thường xuyên sau mỗi chủ đề dạy học. Và cái mục đích thứ ba của cái việc biên soạn cái bộ sách này là chúng tôi gợi ý tới các thầy các cô, vâng ạ, gợi ý tới các thầy các cô bộ công cụ kiểm tra đánh giá sau một cái giai đoạn học tập. Thì đấy là đối với giáo viên thì cái mục đích biên soạn của chúng tôi mong muốn từ những cái việc mà vận dụng những cái văn bản, những cái thông tư, những cái quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra đánh giá đến cái việc thực hiện dạy học phát triển năng lực ở nhà trường phổ thông, nhất là dạy học phát triển năng lực cho học sinh ở lớp 12, địa lý lớp 12, thì chúng tôi muốn cái biên soạn cái bộ sách này đối với giáo viên của chúng tôi, giáo viên của các thầy các cô, là chúng tôi muốn gợi ý tới các thầy các cô bộ công cụ tham khảo để kiểm tra đánh giá cho giáo viên với ba cái yêu cầu đó. Thứ hai là đối với học sinh thì chúng tôi muốn tạo ra một cái nguồn học liệu cho học sinh ạ. Và cái nguồn học liệu này thì để giúp học sinh chúng ta thực hiện với hai cái mục đích mà chúng tôi muốn mang đến cho người học, đó là người học sẽ làm quen với các định dạng câu hỏi theo quyết định số 764. Thứ hai là người học có thể tự học, tự kiểm tra đánh giá sau mỗi một cái chủ đề nội dung học tập ạ. Vâng ạ, đây là một cái vấn đề chúng tôi rất là quan tâm, bởi vì là sau mỗi một cái chủ đề học tập mà nếu như chúng ta không tạo điều kiện cho người học tự học, tự kiểm tra đánh giá với các cái nội dung đã học, thì như vậy là chúng ta đang chưa thực hiện tốt được cái dạy học phát triển năng lực, đúng không ạ? Và nếu như mà người học không làm quen được với các định dạng câu hỏi trong cái quá trình khi mà theo những cái mới trước đây so với học sinh, thì như vậy là trong cái quá trình mà đến mức ôn luyện thì chúng ta cũng rất là khó khăn, và cái việc là kỹ năng của học sinh nó sẽ không thành thạo. Thì dự thiên được trân trọng giới thiệu với các thầy cô cái mục đích biên soạn của chúng tôi với cái bộ sách này với hai cái mục đích chính, đó là gợi ý giúp các thầy các cô cái bộ công cụ để các thầy cô có thể thực hiện kiểm tra đánh giá trong cái quá trình thực hiện giảng dạy, và cái thứ hai là chúng tôi muốn mang đến một cái nguồn học liệu cho học sinh để học sinh có thể tự học, tự kiểm tra đánh giá sau mỗi một cái chủ đề học tập. Thì đấy là chúng tôi đang muốn hướng đến cái việc tăng cường đánh giá thường xuyên, đánh giá vì sự tiến bộ của học và đánh giá theo cái yêu cầu cần đạt của chương trình.
thì đấy là giới thiệu với các thầy các cô. Và chính vì vậy chúng tôi cũng mong muốn là với cái bộ công cụ này thì các thầy cô có thể sử dụng để mà tổ chức các hoạt động luyện tập và hoạt động vận dụng. Ngoài gợi ý ở trong sách giáo khoa với các thầy các cô thì các thầy các cô có thể sử dụng cái bộ công cụ này để các thầy cô tạo thêm một cái bộ ngữ liệu để chúng ta có thể đa dạng hóa cái hình thức tổ chức luyện tập và vận dụng cho người học, đúng không ạ? Ngoài những cái gợi ý ở trong sách giáo khoa thì các thầy cô có thể đa dạng bằng cái bộ công cụ mà chúng tôi đang gợi ý ở trong cái cuốn sách này để các thầy cô có thể tham khảo để xây dựng, để tổ chức cho học sinh luyện tập và học sinh vận dụng. Thì đấy là cái mục đích mà chúng tôi muốn biên soạn, muốn đồng hành cùng với các thầy các cô để thực hiện tốt hơn cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhất là trong cái việc dạy học địa lý lớp 12, như cái việc mà học sinh sẽ đạt kết quả tốt trong cái việc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông ạ. Đấy là cái việc mà mục đích của cái việc biên soạn sách hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý, xin được trân trọng giới thiệu với các thầy các cô. Với cái mục đích lớn nhất đó là đáp ứng được cái việc dạy học phát triển phẩm chất và năng lực cho người học ạ. Nội dung thứ ba liên quan đến cái việc là cái cách thức xây dựng câu hỏi của chúng tôi, và chúng tôi đã xây dựng những cái bộ câu hỏi ở trong cái quyển sách giáo khoa này, quyển sách hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp này như thế nào. Thì theo cái quyết định số 764 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định về định dạng cái đề thi, đúng không ạ? Thì chúng tôi đã quan tâm tới ba cái dạng thức câu hỏi ở trong cái này, trong cái quyết định số 764 về cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau năm 2025. Định dạng thứ nhất là dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn. Thì cái dạng này thì mỗi câu thường tập trung vào một chỉ báo, một biểu hiện của năng lực và viết trên một cái nội dung cụ thể của chủ đề. Dạng thức thứ hai là dạng thức đúng sai, là mỗi câu có thể đánh giá nhiều chỉ báo, biểu hiện năng lực và có thể viết trong một cái nội dung hoặc liên kết nội dung của một chủ đề với nhiều chủ đề. Và dạng thức thứ ba là dạng thức trả lời ngắn, thì thường tập trung vào một chỉ báo, một biểu hiện năng lực có thể đánh giá qua câu trả lời bằng con số. Thì kính thưa các thầy các cô, thì trong cái quá trình biên soạn cái bộ câu hỏi này thì chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về cái hướng dẫn về cái định dạng câu hỏi theo cái quyết định 764 để chúng tôi thực hiện biên soạn những cái hệ thống câu hỏi ở trong các cái chủ đề cũng như là trong các đề minh họa theo ba cái dạng thức như trên ạ. Vâng ạ. Khi chúng tôi xây dựng những cái cách thức mà chúng tôi xây dựng câu hỏi trong những cái trong cái bộ sách này, thì kính thưa các thầy các cô là chúng tôi được xây dựng theo cái cách thức như sau ạ. Cái thứ nhất là chúng tôi xác định yêu cầu cần đạt, cần đánh giá trong mỗi cái chủ đề dạy học. Khi mà chúng tôi xây dựng theo chủ đề thì việc đầu tiên là chúng tôi xác định các cái yêu cầu cần đạt, cần đánh giá trong mỗi một cái chủ đề dạy học. Sau thứ hai là chúng tôi xác định cái năng lực và mức độ cần đạt của cái mức độ nhận thức của cái yêu cầu cần đạt đó là đang ở cái mức nào và đánh giá cho cái thành tố năng lực nào. Và cái thứ ba là chúng tôi phân tích các cái biểu hiện hành vi của yêu cầu cần đạt, cần đánh giá. Chúng tôi phân tích để chúng tôi có thể xem là cái người học đối với cái yêu cầu cần đạt đó thì cần có những cái biểu hiện hành vi cụ thể nào để có thể mình xây dựng cái bộ công cụ để mình đánh giá cho nó phù hợp. Và cái thứ tư là chúng tôi lựa chọn và xây dựng dạng câu hỏi phù hợp với cái yêu cầu cần đạt, cần đánh giá. Vâng ạ, kính thưa các thầy cô là khi mà chúng tôi xây dựng cái bộ câu hỏi này thì chúng tôi đã nghiên cứu trao đổi và đã đưa ra được những cái yêu cầu cụ thể để chúng tôi thực hiện như trên. Tôi lấy một cái ví dụ như này ạ. Đối với cái yêu cầu cần đạt là khái quát hóa được vai trò của nông nghiệp thủy sản trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Vâng ạ, theo các thầy các cô thì năng lực đánh giá ở đây, của năng lực đặc thù cần đánh giá ở đây là năng lực nào ạ? Với cái yêu cầu cần đạt là khái quát được vai trò của nông nghiệp thủy sản trong quá trình xây dựng nông thôn mới ạ. Khi chúng ta dạy cái chủ đề nông nghiệp đúng không ạ, thì chúng ta có một cái yêu cầu cần đạt trong cái chủ đề nông nghiệp đó là khái quát được vai trò của nông nghiệp thủy sản trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thì các thầy cô, theo các thầy cô thì chúng ta đang đánh giá năng lực nào ạ và mức độ nhận thức là gì ạ? Xin mời ý kiến các thầy cô ạ. Vâng ạ, chúng ta đang đánh giá một cái năng lực. Nếu các thầy cô chiếu cái yêu cầu cần đạt này vào cái năng lực, cái biểu hiện của năng lực và biểu hiện của năng lực ở trong chương trình giáo dục phổ thông môn địa lý 2018, thì chúng ta thấy là chúng ta đang đánh giá cái năng lực đó là năng lực nhận thức khoa học địa lý, với yêu cầu là giải thích, với cái thành biểu hiện là giải thích được các hiện tượng, các quá trình địa lý, đúng không ạ?
Và cái mức độ nhận thức ở đây đó chính là mức độ biết, là chúng ta học sinh có biết được những cái vai trò của nông nghiệp, nông lâm thủy sản trong quá trình xây dựng nông thôn mới hay không. Và một cái vấn đề chúng ta cần rất quan tâm khi mà chúng ta dạy chương trình giáo dục phổ thông mới, cũng như khi chúng ta thực, đặc biệt là khi chúng ta tổ chức dạy học cũng như chúng ta thực hiện đánh giá, thì chúng ta cần phải phân tích xem là vậy thì với cái yêu cầu là khái quát hóa được vai trò, khái quát được vai trò của nông lâm thủy sản trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thì chúng ta học sinh cần đạt cái gì, sản phẩm kỳ vọng mong muốn người học đạt được là cái gì, đúng không ạ? Và cái biểu hiện hành vi của người học cần đạt khi mà khái quát hóa được vai trò của nông lâm thủy sản trong quá trình xây dựng nông thôn mới là cái gì, thì như vậy là các thầy cô phải xác định được cái biểu hiện hành vi của người học ở trong này là nó là những cái biểu hiện như thế nào, người học cần đạt được cái gì khi mà thực hiện được cái này. Vâng ạ, các thầy cô thử nghĩ sao là người học khi mà với cái yêu cầu cần đạt này thì người học cần đạt được cái gì. Vâng ạ, tôi muốn các thầy cô chúng ta tư duy và trao đổi vào thì như vậy, sau đó thì chúng ta sẽ, đây là những cái cách mà chúng tôi đang xây dựng, và hy vọng rằng là những cái cách mà chúng tôi xây dựng cái câu hỏi như thế này ở trong cái bộ sách này thì cũng chia sẻ với các thầy các cô, để các thầy cô cũng có những cái cách để chúng ta xây dựng những cái bộ câu hỏi, gợi ý cho các thầy các cô có thể xây dựng những cái bộ câu hỏi, tạo ra những cái ngân hàng câu hỏi trong cái quá trình dạy học ở các cái lớp học khác nhau, đặc biệt là trong chương trình dạy học về lý 12 ạ. Tôi lấy ví dụ như là bây giờ câu hỏi đặt ra khi chúng ta dạy học cũng thế, vậy người học muốn đạt được, khái quát hóa được vai trò của nông lâm thủy sản trong xây dựng nông thôn mới thì người học cần phải đạt được cái gì? Khi chúng ta dạy, chúng ta phải trả lời được câu hỏi đấy, và chúng ta phải tạo điều kiện cho người ta đạt được cái đấy. Thì trong đánh giá thì chúng ta phải phân tích được người học có cái đạt được cái yêu cầu đấy thì phải thông qua những cái biểu hiện hành vi là gì, đúng không ạ? Thì kính thưa các thầy các cô là vậy thì người học muốn khái quát hóa được vai trò của nông lâm thủy sản trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì người học phải chỉ ra được vai trò của cái vai trò của nông lâm thủy sản trong quá trình xây dựng nông thôn mới như là những cái vai trò trên, đúng không ạ? Ví dụ như là đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, hình thành các sản phẩm chủ lực gắn với vùng nguyên liệu trong nông nghiệp và trong phát triển du lịch nông nghiệp, hoặc là chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu, thúc đẩy cái quá trình chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Thì đấy là những cái vai trò của nông lâm thủy sản trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nhìn thấy là cái vai trò của nông lâm thủy sản trong quá trình xây dựng nông thôn mới với vai trò của nông lâm thủy sản đối với phát triển kinh tế, đối với phát triển kinh tế xã hội ở nước ta thì nó có những cái đặc điểm mặt khác. Thế vậy thì người học phải chỉ ra được những cái vai trò như thế này. Và muốn vậy thì cái công cụ nào để có thể đánh giá tiếp theo chúng tôi xây dựng thì chúng tôi lại phải trả lời là vậy thì cái công cụ nào có thể đánh giá tốt được người học có chỉ ra được những cái biểu hiện hành vi này, xác định được những cái biểu hiện hành vi này, thì chúng tôi đang xác định là cái công cụ mà có thể người học có thể chỉ ra tốt nhất để có thể đo được những cái biểu hiện hành vi của người học tốt nhất, đó là câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn. Và sau đó thì chúng tôi bắt đầu tiến hành xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn ạ. Có những cách xây dựng cái loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, kính thưa các thầy các cô là chúng ta có bao nhiêu cách ạ? Vâng ạ, từ cái yêu cầu cần đạt này mà bây giờ chúng tôi muốn xây dựng cái câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn thì chúng ta có bao nhiêu cách ạ? Vâng, thì kính thưa các thầy các cô là chúng ta có thể, tôi có thể xây dựng câu hỏi như trên là vâng ạ, hoặc là câu như thế này, hoặc là câu như thế này, đúng không ạ? Là như vậy chúng tôi có thể là sử dụng cái câu là phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của nông lâm thủy sản trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay. Hoặc tôi có thể ra một cái câu dẫn là phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của nông lâm thủy sản trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay. Hoặc là tôi có thể ra một loại câu hoàn thiện câu là vai trò của nông lâm thủy sản trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay là, đúng không ạ? Và như vậy là tôi nghĩ những cái yêu cầu, cái biểu hiện hành vi trên thì tôi có, và cái yêu cầu cần đạt trên thì bắt đầu tôi mới xây dựng những cái phương án mà trả lời. Thì trong sách hướng dẫn ôn tập thì đang gợi ý cho tới các thầy các cô là cái dạng câu hỏi thứ ba, đó là cái dạng câu hoàn thiện câu, là vai trò của ngành nông lâm thủy sản đối với việc xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay thì đó là tạo ra các sản phẩm chủ lực gắn với vùng nguyên liệu, đấy là cái đối với cái việc xây dựng nông thôn mới. Thì kính thưa các thầy các cô là chúng tôi đang mong muốn các thầy các cô khi mà chúng tôi xây dựng cái bộ câu hỏi
ở trong trong cái cuốn hướng dẫn này là chúng tôi đang xây dựng theo theo cái quy trình như trên ạ. Đầu tiên chúng tôi xác định yêu cầu cần đạt, sau đó thì chúng tôi xác định xem là vậy cái yêu cầu này tôi đang đánh giá cái năng lực nào và cái mức độ mà tôi đang cần đánh giá là gì, đúng không ạ? Và cái biểu hiện hành vi của người học theo cái mức độ và năng lực đã cần đánh giá theo cái yêu cầu cần đạt này thì người học cần phải đạt được cái gì, và từ đó thì chúng tôi xác định cái dạng câu hỏi, dạng công cụ phù hợp để đánh giá, và tiếp theo thì chúng tôi xây dựng cái câu hỏi đó theo những kỹ thuật khác nhau. Và như vậy các thầy cô đang nhìn thấy là tôi có thể xây dựng ở ba cái dạng kỹ thuật. Kỹ thuật tôi sử dụng câu khẳng định, kỹ thuật tôi sử dụng kiểu câu phủ định, kỹ thuật tôi sử dụng kiểu câu hoàn thiện câu. Và trong cái mà sách ôn và cái chủ đề này thì chúng tôi đang hướng đến ý từ các thầy các cô, đó là kiểu câu hoàn thiện câu. Và ngoài cái kiểu câu này thì các thầy cô có thể xây dựng những cái kiểu câu khẳng định hoặc kiểu câu phủ định để các thầy cô có thể đa dạng hóa cái nguồn ngữ liệu, để các thầy cô có thể tạo ra một cái ngữ liệu, cái học liệu, cái kho ngân hàng để ghi cho học sinh theo các cái chủ đề ạ. Bây giờ tôi lại có một cái yêu cầu cần đạt là phân tích được số liệu thống kê liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ạ. Một cái yêu cầu cần đạt trong chương trình mà cái bài chuyển dịch cơ cấu kinh tế thì các thầy cô thử hình dung giúp tôi là vậy năng lực cần đánh giá ở đây là gì, mức độ nhận thức là gì, biểu hiện học viên người học là gì, và cái công cụ câu hỏi đánh công cụ để mà chúng ta định xây dựng để mà đánh giá là gì, và chúng ta có thể xây dựng như thế nào ạ. Vâng ạ, các thầy cô thử hình dung ra. Với cái quy trình mà chúng tôi đang thực hiện thì các thầy cô có thể thực hiện được theo quy trình như thế này không? Và như vậy là một người nhận thức được thế giới theo quan điểm không gian là một nhận thức khoa học địa lý, và đặc biệt là nhận thức được thế giới theo quan điểm không gian là một người như thế nào, thì tất cả từ đó thì tất cả các cái yêu cầu cần đạt thì các thầy các cô, khi các thầy các cô tổ chức dạy cũng như là khi các thầy các cô xây dựng công cụ đánh giá thì các thầy cô đều phải mô tả được cái biểu hiện hành vi của người học cần đạt được, thì lúc đó thì chúng ta mới xây dựng được công cụ đánh giá phù hợp, và chúng ta sử dụng cái loại công cụ nào để phù hợp để chúng ta có thể đo được, xác định được vị trí của người học đang ở đâu so với yêu cầu cần đạt đó. Cho nên công văn 5512 ấy, với hướng dẫn các thầy các cô là có một cái nội dung rất quan trọng là sản phẩm học tập đấy ạ. Sản phẩm, tại sao cho mỗi một cái hoạt động thì chúng ta phải đưa ra được một cái sản phẩm học tập kỳ vọng đối với người học khi người học thực hiện cái nội dung học tập, đúng không ạ? Và cái nội dung đó thì cũng giống như khi các thầy cô đánh giá thì các thầy cô phải đánh giá được xem là vậy một người học có cái biểu hiện hành vi cần đạt theo cái yêu cầu cần đạt đấy là gì, và đấy là cái câu trả lời rất quan trọng khi mà xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá cũng như là khi dạy học ạ. Vâng ạ, và khi chúng tôi xây dựng thì chúng tôi xây dựng câu hỏi thì chúng tôi phải tập trung vào xây dựng xem là vậy cái biểu hiện mà cái yêu cầu cần đạt đó người ta đang cần chúng ta đo đo đến cũng như chúng ta tổ chức dạy học ấy ạ, thì đó là cái biểu hiện như thế nào. Thì các thầy cô thấy là đối với cái năng lực, là đối với cái yêu cầu cần đạt là phân tích được số liệu thống kê, đúng không ạ? Ví dụ như tôi có một cái bảng số liệu thống kê về thành phần kinh tế ở nước ta trong giai đoạn 2010 cho đến 2021, đúng không ạ? Thì như vậy là học sinh phân tích được cái này thì tôi đang đánh giá cái năng lực nào, chính là tôi đang đánh giá cái năng lực tìm hiểu địa lý, đặc biệt là sử dụng công cụ địa lý. Và cái mức độ ở đây học sinh phân tích thì nhất định học sinh phải phân tích ở cái, chúng ta phải đánh giá ở cái mức xem học sinh có hiểu được cái bảng số liệu này không, phân tích cái bảng số liệu này không về cơ cấu kinh tế, đúng không ạ? Và cái biểu hiện hành vi của người học ở đây là một người hiểu, phân tích được bảng số liệu thống kê này thì phân tích ở những cái góc độ nào, là một người học có cái biểu hiện hành vi như thế nào, thì người học phải phân tích được ở cái góc độ như là cái cơ cấu kinh tế đang có xu hướng chuyển dịch như thế nào, tăng hay giảm hay ổn định cụ thể ra sao, thì người học phải phân tích được cụ thể, đúng không ạ? Và như vậy tôi có thể sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để tôi đánh giá người học, đấy là một cách. Và khi tôi xây dựng thì tôi có thể hỏi là dựa vào bảng số liệu liệu thì nhận xét nào, dựa vào bảng số liệu sau hoặc là trên thì nhận xét nào sau đây đúng về xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, có thể là theo ngành hoặc là theo thành phần kinh tế hoặc là theo lãnh thổ. Nếu cái bảng số liệu của tôi là tôi đang muốn học sinh nghiên cứu về cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở cái bảng số liệu ở cái chuyển dịch cơ cấu, có thể nếu ở đây thì là nhận xét nào sau đây đúng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở nước ta trong giai đoạn 2010-2021, hoặc là nếu như đây là bảng số liệu chuyển dịch chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế. Còn nếu mà là ngành kinh tế thì tôi sẽ hỏi là nhận xét nào sau đây đúng về hoặc là không đúng về cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế hoặc là theo ngành kinh tế
ở nước ta trong một cái giai đoạn nào đó, thì như vậy các thầy cô có thể sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để các thầy cô thiết kế câu hỏi cho học sinh, đúng không ạ? Và như vậy là nếu các thầy cô cái bảng số liệu, các thầy cô có bảng số liệu là ngành, thì các thầy cô có thể hỏi đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành, hoặc là thành phần kinh tế thì các thầy cô có thể hỏi đến chuyển dịch thành phần kinh tế, hoặc là lãnh thổ thì các thầy cô có thể hỏi liên quan đến lãnh thổ, đúng không ạ? Vâng ạ. Thế thì người học muốn phân tích được thì người học phải chỉ ra được những cái xu hướng nào, và cái xu hướng đấy nó đang tăng hay giảm bao nhiêu, đúng không ạ? Thì như vậy là chúng ta phải phân tích được. Nhưng nếu có thêm một cái yêu cầu cần đạt nữa là giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vâng ạ, thì cái yêu cầu này là lại là cái năng lực mà chúng ta đang đánh giá này, là đó là vận dụng kiến thức kỹ năng để giải thích xem là cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế ở đây này là vì sao nó lại đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đúng không ạ? Vì sao lại chuyển dịch cơ cấu kinh tế? Thì học sinh lại vận dụng kiến thức kỹ năng của những cái lĩnh vực khác, của những cái chủ đề bài tập khác, hoặc là những cái định hướng về cái quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế để thả vào đây xem anh có thấy cái xu hướng như này thì là vì sao, đúng không ạ? Thì như vậy là tôi đang vận dụng kiến thức kỹ năng đã học vào để giải quyết. Thì tôi đang mức độ nhận thức của người học đang đánh giá đây là chúng tôi xác định đó là vận dụng, và học người học phải đưa ra được những cái nguyên nhân dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nào đó, ví dụ như theo ngành, theo thành phần kinh tế, hoặc là theo lãnh thổ, vâng ạ. Và chúng tôi có thể, nếu như mình cùng một lúc để đánh giá hai cái yêu cầu cần đạt, mấy hai cái yêu cầu cần đạt này, thì chúng tôi đang sử dụng một cái công cụ để chúng tôi đánh giá, đó là câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng đúng sai. Và lúc đó thì chúng tôi lại đưa ra là hãy chọn đáp án đúng hoặc sai ở mỗi ý A, B, C sau đây. Rồi ví dụ thì chúng tôi lại xây dựng công cụ như thế này. Đấy, thì cái công cụ này chúng tôi có thể đo được là học sinh có biết là cái nguyên nhân chính dẫn đến cái sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế này không, hay là theo ngành kinh tế không, hay là theo vùng lãnh thổ không. Thì cái lúc đấy thì chúng tôi lại dựa mà chọn một cái loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng đúng sai để chúng tôi có thể đo ở cả học sinh có phân tích được và học sinh lại giải thích được. Thì như vậy chúng tôi lại sử dụng cái dạng công cụ đúng sai để chúng tôi đo. Thì đấy là giới thiệu với các thầy các cô một cái cách thức để chúng tôi xây dựng câu hỏi, các loại câu hỏi trong cái bộ sách này, là chúng tôi xây dựng theo cái quy trình như thế á. Đầu tiên là chúng tôi xác định xem là trong cái chủ đề đấy thì cái những cái yêu cầu cần đạt để đánh giá, là đặc biệt là những cái yêu cầu cần đạt để đánh giá bằng cái hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thì đó là những cái yêu cầu cần đạt nào. Xong chúng tôi xác định xem là với những cái yêu cầu cần đạt đó thì chúng ta đang đánh giá nó cái mức năng lực nào và cái mức độ nhận thức ở cái yêu cầu cần đạt đó là gì. Sau chúng tôi cái rất quan trọng như muốn nói như vừa chia sẻ với các thầy cô ấy, là chúng tôi phải đưa ra được cái biểu hiện hành vi của người học cần đạt với cái yêu cầu cần đạt đấy là gì. Và từ cái biểu hiện hành vi cần đạt đó thì chúng tôi mới lại lựa chọn công cụ ở dạng công cụ để chúng tôi đánh giá, đó là câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, hay câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng đúng sai, hay là câu hỏi trắc nghiệm khách quan trả lời ngắn. Thì tôi lấy ví dụ như chúng ta có thể đa dạng cách chọn, nhưng nếu như mà chúng ta đánh giá một cái yêu cầu cần đạt kép như trên thì chúng tôi có thể sử dụng cái dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng đúng sai, và chúng tôi có thể đưa ra những cái cách thức xây dựng câu hỏi như trên. Vâng ạ, thì đấy là giới thiệu với các thầy các cô về cái cách thức mà chúng tôi đang xây dựng cái bộ câu hỏi như thế này, để các thầy cô có thể hiểu được là vì sao chúng tôi lại xây dựng câu hỏi đấy, đúng không ạ? Và các thầy cô giới thiệu với các thầy cô như thế để các thầy cô có thể là biết được là vì chúng tôi xây dựng như thế thì các thầy cô có thể sử dụng để tham khảo để thực hiện trong cái quá trình giảng dạy không. Đấy, thì đấy là một cái mà muốn giới thiệu với các thầy các cô về cái cách thức chúng tôi đang xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập, cũng như là xác định những cái hệ thống câu hỏi và bài tập ở trong cái quyển sách này ạ. Vâng ạ. Đối với cái dạng thức thứ nhất, đấy là cách thức chúng tôi xây dựng ạ. Còn cụ thể đối với cái dạng thức thứ nhất, câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thì khi xây dựng câu hỏi này thì chúng tôi quan tâm tới mấy vấn đề như sau ạ. Cái thứ nhất là chúng tôi xác định là cái yêu cầu đối với học sinh của câu hỏi này là gì. Thứ hai là chúng tôi xác định xem là vậy cái cấu tạo của cái dạng câu hỏi này là gì, là như thế nào. Thì câu hỏi này là cái dạng câu hỏi rất quen thuộc đối với các thầy các cô khi thiết kế rồi, đúng không ạ? Nhưng đến khi mà chúng tôi làm, và đặc biệt chúng tôi đáp ứng cái yêu cầu của cái những cái thông tư, ví dụ như là thông tư 26, thông tư 58, thông tư 22, rồi là cái quyết định 764
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì chúng tôi cũng lại một lần nữa chúng tôi quan tâm đến cái việc là nghiên cứu xem là cái dạng câu hỏi này thì có cái cấu tạo thiết kế như thế nào, thì yêu cầu như thế nào. Thì kính thưa các thầy các cô là yêu cầu là học sinh phải tìm và đánh giá vào câu chọn theo cái hướng dẫn của đề kiểm tra hoặc là điểm thi, ví dụ như khoanh tròn, tô, đánh dấu. Thứ hai là cái cấu tạo của nó thì gồm có hai phần, đó là phần dẫn và cái phần phương án lựa chọn. Phần dẫn là câu hỏi hoặc câu bỏ lử hoặc là một câu nêu gọi tình huống, vấn đề, câu chuyện tạo cơ sở cho phần lựa chọn. Còn phần lựa chọn là từ 4 đến 5 phương án và thường 4 phương án hoặc là 5 với cái câu trả lời. Trong cái đề minh họa của chúng ta là 4 phương án và trong đó có một câu trả lời đúng hoặc đúng nhất gọi là câu chọn, còn các câu khác gọi là câu hiệu ạ. Vâng ạ, và cái cấu tạo của nó thì các thầy cô đã biết rồi. Phần dẫn là có cái chức năng là đặt câu hỏi và đưa ra yêu cầu cho học sinh. Phần lựa chọn thì có 4 cái phương án lựa chọn, là học sinh sẽ lựa chọn các cái phương án trả lời đúng, phù hợp nhất hoặc không có liên quan gì nhất trong số các cái phương án còn lại, đúng không ạ? Phương án trả lời đúng hoặc là đúng nhất, hoặc là phương án còn lại là phương án nhiễu, có vẻ hợp lý đối với câu hỏi hoặc là vấn đề được nêu ra nhưng không nhưng trong câu dẫn không nêu trong câu dẫn nhưng lại không chính xác. Thế thì vậy thì khi thiết kế cái dạng câu hỏi này thì các thầy cô có thể thiết kế cái dạng câu hỏi này với ba cái cách, đúng không ạ? Ví dụ như là bây giờ tôi muốn hỏi người học xem là có xác định được đúng cái ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất nông nghiệp của nước ta hay không, thì tôi có những cách như trên ạ. Vâng ạ, cách một đó chính là cách khẳng định, sử dụng câu khẳng định, đúng không các thầy cô ạ? Và phát biểu nào sau đây đúng về ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm mùa gió mùa đến sản xuất nông nghiệp của nước ta. Nhưng tôi có thể thiết kế cách thứ hai, đó là phát biểu nào sau đây không đúng về ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến nông nghiệp, đến sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Và cách thứ ba thì tôi có thể là cái cách mà tôi sử dụng cái kiểu câu là hoàn thiện câu, là ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến nông nghiệp của nước ta là. Vâng ạ, thì như vậy là từ một cái yêu cầu cần đạt là phân tích được những cái ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất nông nghiệp ở nước ta, thì tôi có thể thiết kế bốn cái kiểu câu, như ba cái kiểu câu như trên, và các thầy cô có thể đa dạng trong cái quá trình các thầy cô thiết kế ạ. Vâng ạ, thế vậy thì vừa cái cách các thầy cô thử làm theo cái cách của chúng tôi như lúc nãy ạ. Vâng ạ, là bây giờ các thầy cô hãy thiết kế các cái phương án trả lời cho các cái câu hỏi sau ạ. Thời gian thiết kế của các thầy cô là khoảng 15 phút cho mỗi câu 5 phút đi ạ. Vâng ạ, các thầy cô thiết kế xong rồi thì các thầy cô đưa cái ý kiến của mình vào ô chat ạ. Vâng ạ, vậy thì từ cái gợi ý của chúng tôi về cái cách thức thiết kế xây dựng cái dạng câu hỏi, đặc biệt là dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn như trên, với những cái ý như trên và cái cách thức tiến hành của chúng tôi như trên, thì các thầy các cô có thể về các thầy các cô dựa vào đó thì các thầy cô thử thiết kế theo cái quy trình mà chúng tôi đang làm để xây dựng cái bộ câu hỏi ở trong sách này như trên, là gì, các thầy cô có thấy là thuận tiện không, hoặc là mình có cái cách khác không. Vâng ạ, thì các thầy cô về nhà tiếp thực hiện những cái nhiệm vụ và đặc biệt là thử xem là làm nó có dễ hơn cho chúng ta không. Vậy thì đấy là cái dạng câu hỏi thứ nhất muốn chia sẻ với các thầy các cô, là các thầy cô có thể thiết kế bằng những cái cách như trên, và như vậy thì cái việc thiết kế đó, vâng ạ, thì chúng ta có thể thuận lợi không. Vâng ạ, tôi đang nhìn thấy ý kiến của thầy Dũng ạ, đúng không ạ, thầy Bình Ngọc Dũng là ở trường Trung học phổ thông Cao Lãnh 2, thầy đang thiết kế là đáp án A là thuận lợi cho giao thông vận tải, đáp án B là trồng các loại cây ôn đới, đáp án C là thích hợp trong việc trồng cây ăn quả, và đáp án D là phát triển nông nghiệp nhiệt đới đa dạng hóa cây trồng vật nuôi. Vâng, cảm ơn thầy Dũng ạ. Có ý kiến chia sẻ với thầy Dũng ở đây đó là đáp án A của thầy Dũng thì nó lại không liên quan đến ngành sản xuất nông nghiệp ạ. Đúng không ạ? Thuận lợi cho giao thông vận tải thì nó lại không liên quan đến sản xuất nông nghiệp, mà mình phải đưa nó vào cụ thể là trong nông nghiệp, nếu mà là giao thông vận tải thì đó là vận chuyển nông sản chẳng hạn, đúng không ạ? Thì nhưng mà vậy thì cái đó nó có phù hợp với lại cái ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa không, đối với sản xuất nông nghiệp không? Đấy. Rồi thích hợp cho trồng cây ăn quả thì nó vẫn thích hợp cho trồng cây ăn quả, đúng không ạ? Vâng ạ, trồng thì như vậy các thầy cô sẽ phải. Vậy thì một trong những cái ở đây tôi đang nhìn thấy là có thể đến lúc chúng ta làm ấy,
thì chúng ta chưa phân tích ra là vậy thì phân tích được ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất nông nghiệp là như thế nào. Học sinh phải chỉ ra được cái ảnh hưởng, phân tích được những cái ảnh hưởng nào cụ thể là gì, thì từ đó các thầy cô sẽ có ngữ liệu rất tốt để các thầy cô làm câu hỏi, xây dựng câu hỏi và xây dựng các cái phương án trả lời. Thì thầy Dũng thì xem mấy lại cho tôi mấy cái vấn đề. Một là nó có trồng cây, được trồng thích hợp cho trồng cây ăn quả không? Có chứ, đúng không ạ? Việt Nam là một cái nước xuất khẩu những cái cây ăn quả, đặc biệt là các thầy cô ở trong rất tây vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng trồng cây ăn quả nhiệt đới số 1 của Việt Nam rồi, đúng không ạ? Thích hợp quá chứ ạ, đúng không ạ? Nhưng đối với câu thứ nhất thì chúng ta là phát biểu nào sau đây đúng thì chúng ta cần quan tâm. Còn nếu như mà là câu cần quan tâm đến cái việc là các cái phương án trả lời nó đã đưa ra phương án nhiễu chưa và nó có chính xác với câu hỏi không, thì đấy khi các thầy cô thiết kế các thầy cô cần quan tâm đến vấn đề đó. Và cái vấn đề đặt ra ở đây là tại sao tôi muốn các thầy cô làm ạ? Bởi vì tôi đang nhìn xem là các thầy cô có làm cái bước hai không. Nếu các cái bước mà phân tích cái biểu hiện hành vi của cái yêu cầu cần đạt này ra không, nếu mà chúng ta phân tích được thì chúng ta sẽ không bị thực hiện, chúng ta sẽ không làm câu hỏi mà nó có những cái đáp án không đúng, hoặc là chúng ta sẽ nhìn thấy đúng là một người có biểu hiện hành vi phân tích được cái ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất nông nghiệp là như thế nào, thì chúng ta sẽ có những cái định hướng thiết kế rất cụ thể và trúng và đúng vào cái kích thước đo của chúng ta, không có là chúng ta lại đo không đúng ạ. Và ví dụ như tôi ở đồng bằng sông Cửu Long là tôi sẽ tích vào đáp án C đấy ạ, bởi vì tôi thấy là đúng mà, đúng không ạ? Vâng ạ, thì đó là các thầy cô lưu ý khi mà các thầy cô quan tâm đến vấn đề này. Vâng ạ, tôi đang có một cái câu hỏi ở trên màn hình ạ. Câu hỏi này thì tôi tóm ra từ cái đề minh họa của công văn của cái quyết định số 764 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về định dạng đề thi tốt nghiệp cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau 2025 của môn địa lý ạ. Tôi muốn các thầy cô hãy cho biết cái mức độ nhận thức và năng lực đánh giá ở các phương án trả lời trong câu sau là những cái cụ thể nó là cái gì. Ví dụ như ở đây tôi đang đánh giá cái gì và cái mức độ nhận thức của cái phương án trả lời đó là ở những cái mức nào ạ? Vâng ạ, như vậy thì các thầy cô có thấy là đáp án A là lượng mưa trung bình năm từ xích đạo cho bảng số liệu về lượng mưa trung bình năm từ phương án từ theo vĩ độ ở bán cầu Bắc. Phương án A là lượng mưa trung bình năm từ tăng từ xích đạo về cực, đúng không ạ? Là người ta nhìn thấy là người ta học sinh sẽ nhìn thấy là có tăng hay không tăng, đúng không ạ? Từ xích đạo về cực. Sau đó thì người ta lại hỏi tiếp là khu vực ôn đới có lượng mưa trung bình năm cao nhất, xem có phải đúng là cái khu vực ôn đới là một cái khu vực như thế nào, ở khu vực nào thì được gọi là khu vực ôn đới. Thế là vùng cực có lượng mưa trung bình năm ít nhất, thế vậy thì vùng cực là một cái vùng ở cái vùng nào, đúng không ạ? Và biểu đồ cực là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện lượng mưa trung bình năm theo vĩ độ ở bán cầu Bắc. Đây là một cái bảng thông số liệu về lượng mưa trung bình năm theo vĩ độ. Vậy thì cái yêu cầu của cái câu hỏi này đang đánh giá năng lực nào của người học, đúng không ạ? Thế thì các thầy cô sẽ nhìn thấy là nhìn nhất là tăng, có tăng từ xích đạo về cực không, đúng không ạ? Thì đó là học người ta đang đánh giá ở mức biết. Nhưng mà khu vực ôn đới, vậy đặt ra là khu vực ôn đới là khu vực nào thì học sinh phải xác định được là cái khu vực nào là khu vực ôn đới có, và có phải là có lượng mưa trung bình năm cao nhất không, đúng không ạ? Là như vậy là có sự so sánh, đúng không ạ? Là như vậy đang đánh giá ở mức hiểu. Và cái C cũng đang đánh giá ở mức xem học sinh có hiểu là có phải đúng là cái vùng cực là có trung bình, lượng mưa trung bình năm ít nhất không, là phải có một cái sự so sánh và biết xác định là cái vùng cực là vùng nào. Và người ta lại hỏi tiếp cái phương án là D là biểu đồ cực là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện lượng mưa trung bình năm, là học sinh phải lựa chọn xem vậy thì nếu tôi muốn vẽ cái lượng mưa trung bình theo cái vĩ độ ở bán cầu Bắc như này thì tôi sẽ phải lựa chọn biểu đồ nào là biểu đồ thích hợp nhất, thì đang đánh giá ở mức độ vận dụng. Và các thầy cô chắc chắn là các thầy cô cũng nhận ra giống chúng tôi là tất cả cái câu hỏi này đang đánh giá năng lực của người học, đó là năng lực tìm hiểu địa lý, đúng không ạ? Đang đánh giá năng lực tìm hiểu địa lý và đánh giá ở cả ba cái mức độ biết, hiểu và vận dụng, đúng không ạ? Vâng ạ, vậy thì theo các thầy cô, cấu trúc của loại câu hỏi này có đặc điểm gì? Đây chính là một cái câu hỏi đặt ra đối với các thầy các cô cùng chúng ta cùng nhau chia sẻ. Vậy thì cái cấu trúc của cái loại câu hỏi này
sẽ có cái đặc điểm gì và nó có vai trò như thế nào đối với cái việc và đánh giá kết quả học tập của người học trong cái quá trình mà chúng ta dạy học phát triển năng lực cũng như là khi tổ chức cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ạ. Các thầy cô nhìn vào cái tiểu câu hỏi này thì các thầy cô sẽ thấy là cái cấu trúc của cái loại câu hỏi này có đặc điểm gì ạ? Và cái loại câu hỏi này thì nó có cái vai trò như thế nào, cái tính ưu việt của nó như thế nào hơn cái loại câu hỏi mà chúng ta vừa tìm hiểu, đó là câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đấy ạ. Mà thì theo các thầy cô thì cái tính ưu việt của cái loại câu hỏi này nó khác với cái câu hỏi trước khi chúng ta vừa đánh giá xong, vừa nghiên cứu tìm hiểu xem ấy, và chúng tôi cũng đã biên soạn cái hệ thống câu hỏi đấy. Trong đề minh họa thì có 18 cái câu hỏi là dạng đúng sai đúng không ạ? À dạng nhiều lựa chọn, và có 4 cái câu hỏi dạng như trên đúng không ạ? Thì cái cấu trúc của cái loại câu hỏi này theo các thầy cô thì có đặc điểm gì ạ? Vâng, thế thì các thầy cô sẽ thấy là đối với cái dạng thứ hai trong đề thi minh họa cũng như là cái dạng thứ hai mà chúng tôi quan tâm trong cái việc biên soạn cái bộ câu hỏi ở trong cái cuốn sách này, đó là dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng đúng và hoặc sai đúng không ạ? Thế thì cái dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng đúng và sai thì yêu cầu đối với học sinh là gì? Xác định được cái phương án nào là đúng, phương án nào là sai và đánh dấu vào cái lệnh theo cái phương hướng dẫn của đề kiểm tra hoặc đề thi, ví dụ như là viết đúng hoặc là sai, hoặc là tích vào ô đúng hoặc sai, hoặc là câu đúng không ạ? Đấy là cái dạng đúng sai. Thì cái cấu trúc của cái dạng đúng sai là gồm có phần cho biết, phần dẫn, có thể là một mệnh đề, một đoạn văn, một hình ảnh mô tả một vấn đề, một câu chuyện hoặc là một tình huống. Và phần phương án trả lời thì đó là một cái gì ạ? Đó là bốn cái câu phát biểu nhận định, bốn câu phát biểu nhận định, nhận xét ứng với câu dẫn và có thể đúng hoặc sai theo nội dung cấu trúc các cái câu phát biểu nhận định có thể đúng hoặc sai. Thế thì đấy là như vậy thì các thầy cô nhìn thấy cái cấu trúc của nó là nó gồm có hai phần đúng không ạ? Phần đầu tiên là một cái mệnh đề hoặc là một đoạn văn, một cái kênh hình, một cái hình ảnh, một cái bảng số liệu vân vân, có thể là một cái biểu đồ vân vân, và nó mô tả một cái vấn đề nào đó, một cái tình huống nào đó. Và phần hai là phần phương án trả lời là có bốn cái câu phát biểu nhận định, nhận xét ứng với những cái câu dẫn và có thể đúng hoặc là sai. Như vậy nếu như chúng ta ra mà cái câu dẫn ấy nó không liên quan gì đúng không ạ, không có câu dẫn học sinh vẫn là không làm được, thì như vậy là chúng ta chưa thiết kế đúng cái cấu trúc của cái câu này. Và như các thầy cô biết là vậy cái tính ưu việt của cái câu này nó ở cái chỗ nào, thì các thầy cô nhìn thấy là nó gắn, đầu tiên là nó gắn với một cái bối cảnh đúng không ạ, nó có bối cảnh để cho chúng ta đánh giá. Và cái thứ hai là nó có khả năng đo được các cái mức độ tư duy, biết, hiểu và vận dụng đúng không ạ, và các thành tố của năng lực khác nhau, có thể đo các thành tố của năng lực khác nhau. Ví dụ như các thầy cô có thể đo được cái câu hỏi vừa đo thành tố tố tìm hiểu năng lực địa lý, nhưng lại có thể là vừa đo năng vận dụng địa lý, vận dụng kiến thức kỹ năng đã học, hoặc là vừa đo cái thành tố nhận thức khoa học địa lý nhưng lại vừa đo được cái thành tố là vận thức nhận thức cái vận dụng kiến thức kỹ năng đã học. Vậy cho nên là cái tính ưu việt của câu hỏi này ở cái chỗ là một là đã ra câu hỏi này là phải tạo ra được một bối cảnh, cái thứ hai là nó có thể đo cho chúng ta có thể thiết kế các cái mức độ tư duy khác nhau, biết, hiểu và vận dụng. Và cái thứ ba là chúng ta có thể kết hợp được những cái yêu cầu cần đạt ở cái năng lực, các cái năng lực thành tố của cái biểu hiện của các năng lực khác nhau để chúng ta có thể đánh giá trong một câu. Và đấy là một cái ưu việt vì sao mà chúng ta thấy là xuất hiện cái câu đó, và vì sao mà chúng ta khi chúng ta thiết kế thì chúng ta phải đảm bảo những cái cấu trúc của cái loại câu hỏi này. Thì đấy là cái xin chia sẻ với các thầy các cô khi mà chúng tôi làm cái dạng câu hỏi này, thì chúng tôi có những cái phân tích trao đổi trong nhóm như trên để chúng tôi có thể thiết kế ra cái đoạn câu hỏi này ạ. Vâng ạ. Bây giờ thì cũng đã đến giờ nghỉ giải lao rồi ạ. Vâng ạ. Xin mời các thầy các cô là chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong khoảng 15 phút đến 9 giờ. Vâng ạ, 45 thì xin mời các thầy các cô sẽ quay trở lại phòng tập huấn ạ. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục trao đổi về cách thức tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các thầy cô để chúng tôi đang xây dựng những câu hỏi trong cái quyển sách ôn thi hướng dẫn nhá, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý như thế nào, mà cũng có thể là chia sẻ với các thầy cô là cách thức chúng tôi đang xây dựng nó như thế nào để các thầy cô có thể tham khảo vào trong cái quá trình xây dựng. Xin mời các thầy các cô chúng ta nghỉ giải lao ạ. 9:45 mời các thầy các cô chúng ta quay trở lại lớp học ạ.